Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trận đấu này thì mình sẽ nhận định kèo đấu diễn ra giữa đội tuyển Stuttgart và tuyển Feyenoord diễn ra trong khuôn khổ Bundesliga vòng loại số 3. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó là Stuttgart được đánh giá kèo dưới, Feyenoord kèo trên với tỷ lệ chấp là 0.25, kèo tài xỉu đó là 2.75. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút chuông đăng ký kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Anh em có thể truy cập vào cái website nhacaitop.org để xem các cái bài viết cũng như là nhận định kèo bóng. Tất cả hàng ngày chúng mình vẫn đăng tải các cái bài viết trên đó ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hai đội sẽ đá với nhau trên sân vận động Mercedes-Benz. Đây là một sân vận động trung lập và không phải là sân nhà của Stuttgart. Chính vì thế thì Stuttgart sẽ không có điểm cộng từ nguồn cổ động viên trong trận đấu này. Bước tới trận đấu này thì Stuttgart đang giữ một phong độ vô cùng hủy diệt khi trên tổng số 9 trận đấu gần đây thì họ chưa để thua một trận đấu nào cả. 6 trận đấu gần đây họ đang có 4 thắng và 2 hòa. Đặc biệt là hai trận đấu mở màn là debut trong mùa giải mới thì họ lại cầm hòa với Leipzig và Bremen. Tỷ số lần lượt là 1 đều và 2 đều vì sau hai lượt trận chỉ có 2 điểm thôi. Feyenoord thì họ tốt hơn một chút, trên tổng số 6 trận đấu họ có 5 thắng và chỉ thua một trận duy nhất, đó là cuộc đối đầu với Dortmund ngày 13 tháng 8 vừa rồi. Nhưng mà họ hơn Stuttgart đó là họ có một trận thắng với Abak với tỷ số 4-0 và họ có 3 điểm. Đây chúng ta nhìn sơ thành tích của các đội bóng sau hai lượt trận. Nói chung là mùa giải còn khá là dài và việc mà có chiến thắng 1-2 trận đấu đầu thì cũng không có ý nghĩa nhiều. Và chúng ta nhìn sơ về cái mùa giải trước nhá. Về phía Stuttgart và Feyenoord này. Về Stuttgart thì họ đứng ở vị trí thứ 15 và sau 34 lượt trận có 33 điểm. Bằng điểm với Hertha Berlin và chỉ gọi là thua về hiệu số bàn thắng thôi. Với cái thành tích như thế này thì xém chút nữa là phải đá playoff để gọi là giữ cái tấm vé ở lại đấu trường Bundesliga để đá. Cũng thật là may mắn khi mà bằng điểm với đối thủ nhưng mà hơn về cái hiệu số phụ ấy, đấy là cái lợi thế. Cho nên là trong các cái trận đấu, các cái đội bóng cố gắng phải ghi thật nhiều bàn thắng để cái hiệu số bàn thắng nó được nâng lên. Khi mà xét hiệu số phụ chúng ta có cái lợi thế hơn. Còn về phía đội tuyển Feyenoord thì họ lại có một thành tích khá là nể khi mà sau 34 lượt trận có 55 điểm, 15 thắng, 10 hòa, 9 thua, ghi 58 và thủng lưới 46. Thành tích này thì họ có tấm vé gọi là tham dự đấu trường Europa League và rất có thể Feyenoord cũng là ứng cử viên sáng giá cho lọt vào tới vòng playoff và sẽ đụng độ với các cái đội đồng chí như là MU này, AS Roma của Ý. Rồi là về phía bên Ý thì có về Ý có Roma, về bên Anh thì có Newcastle đúng không? Còn Newcastle với lại có MU đúng không? Còn về phía đội bên bên Đức thì ở đây là Union Berlin, Feyenoord. Còn về phía Tây Ban Nha thì có thằng nào ta? Tây Ban Nha thì có Villarreal, không phải Villarreal. Tây Ban Nha có thằng nào quên mất tiêu rồi. Đấy, thì đấy một số thông số anh em cần nắm. Nói chung là hai đội đá nhau khá là cân kèo, quan trọng nhất là trận đấu hai trận đấu mùa giải trước này. Đây, chúng ta thấy đó là Feyenoord luôn luôn đánh bại Stuttgart với tỷ số cách biệt ít nhất cũng là một bàn. Mùa giải 2020-2021 thì hai đội cũng đá với nhau và có cái sự cân kèo. Lượt đi thì Stuttgart đánh bại 1-0. Lượt về anh em, đây là trong giải Super Cup. Đây chúng ta thấy lượt đi Stuttgart đánh bại 3-0 nhưng mà lượt về thì Feyenoord đánh bại 2-1. Thì chúng ta quan sát tất cả các cái trận đấu trong vòng loại Bundesliga thì kết quả đổ tài khá nhiều và việc mà anh em tham khảo kèo tài cũng là một cái kèo khá là hợp lý. Với những cái kèo bóng mà cân cửa như thế này với thành tích đang cực kỳ tốt như thế này thì chúng ta có thể theo kèo BTS này, kèo góc, tài góc cũng là một cái kèo sự lựa chọn tốt. Với cái kèo này thì mình vẫn cứ dự kiến kết quả trận đấu này sẽ có kết quả Feyenoord sẽ có chiến thắng 1-0 trước Stuttgart. Còn anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.